Hello, chào anh em. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến anh em ba loại lò ha. Sẵn này em giới thiệu lại anh em, sẵn cho anh em xem nội thất rồi để anh em nào mua thì cứ mua ha. Thì còn không thì anh em nào cứ xem thì cứ xem nha. Chủ yếu mình làm gì để cho những khách hàng nào có nhu cầu mua rồi mua. Còn nào không được thì mình cứ gói lên để một bên ha, hỏi chụp anh em. Thì hôm nay giới thiệu đến anh em ba cặp lo. Dòng này lo súp này súp Wonder Lux gì nè anh em. Nói chung cái hiệu này không có khó đọc quá. Thì anh em xem bên trong cái cặp lo này, lo Lux xích gồ anh em ha. Xích gồ. Còn này là cặp EV X300 anh em. Thì để đầu tiên em giới thiệu anh em chi tiết về cái cặp lo súp này anh em, súp hơi nha anh em. Súp hơi ha, lưới sắt nha. Cặp này đẹp anh em. Hàng mình này hàng bãi xịn nha anh em. Bãi xịn luôn á. Rồi anh em xem nha. Đây là cái dòng này là con tới 120 lần anh em, con 120 lần á. Con lớn lớn cái lắm lớn anh em. Nè để em này là xương gân đúc nha anh em, nó cũng nặng lắm, nhẹ đâu, nó này nó không nhẹ đâu. Em lật cho anh em coi ha. Đó, đây anh em coi củ lô bát đó nha anh em. Đây nè ha. Đây là củ lô bát cái con này anh em, con nó to lắm anh em, to dữ lắm to nha. Đó, đây là cái củ sau anh em ha. Nè ha. Anh em coi này ha. Đó, để em quay là sơ sơ lên cho anh em coi ha. Này do mình làm hơi ngược anh em ha. Quay sơ sơ lại cho anh em ha. Cho anh em dễ coi nha anh em. Đây nè ha. Này model nó là Wonder Fast nè. WMIB15300 anh em ha. Hàng này là Enlit nha anh em. Thường thường cái dòng hiệu này là lo anh. Đó anh em ha. Này sườn gân đúc nha anh em, sườn gân đúc nha. Sườn gân đúc ha. Đây, con 120 đây nha anh em. Công suất nó 300W. Sao mà con nó 120 nó rất lớn anh em, con nó to lắm nha. Đây là củ lô bát đó ha, sườn gân đúc anh em, nặng lắm nha, không có nhẹ đâu. Cái gà cặp này anh em chơi thì ngon á. Dù gì nó cũng hàng xịn nha anh em, nó hàng xịn đó. Đó. À, anh em cái mũi này anh em ha. Này gân này gân vải nha anh em. Nói chung lo là còn rất mới nha anh em, mới lắm mới nha. Đó, rất đẹp ha. Rồi thì cái cặp này thì hơi nữa em báo giá sau luôn anh em ha. Còn ở đây tiếp tục cái này là cặp của thằng Lexus Go anh em ha. Lexus Go. À, để em bỏ cái này xuống nha. Lexus Go anh em. Đây là Lexus Go model phía sau nha. Này cho anh em con này lưới sắt nha anh em. Chữ Lexus Go nằm đây ha. Dòng Lexus Go là thương hiệu, là dòng này nó hàng của Nhật nha anh em. Đều tất cả đều của Nhật về nha. Đó. Thì này là mấy này là nó còn zin nha anh em, bụi rồi nè, bụi này thường thường cái này đúng là bụi nằm đây nhưng mà nó để nằm ngược lên anh em, nằm ngược lên thì bụi nó đóng về nên bụi này bụi sợi này cũng nhật về luôn anh em. Đó, đây là cái họng của anh em ha. Để em quay lại cho anh em coi về cái phía sau đó nha, phía sau này ha. Đó, đây là phía sau nha anh em ha. Đây anh em ha, nó xích gồn nha anh em. À, CB này anh em 12 mã ha. Dòng này là công suất 400W nha anh em. Con này dòng lo này thì bạo lực nha anh em ha, nó xin gồ bạo lực ha. Dòng này thì hỏi nói thì nó hơi bạo lực xịn. Rồi đó anh em ha. Đây, anh em xem là bên phần cái mặt nó nha anh em, là phần mặt nó ha. Và đây là phía bên trong của cái lôi lo này nha. Để cho anh em coi. Đây là bên trong lôi lo này ha. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ anh em. Hàng này thì bạo lực. Đây anh em nhìn cái con chép này ha, này sườn gan luôn nè, cái này họng này họng gan, cái này cái đít đít gan luôn nha anh em. Đó nè anh em ha, hàng này xịn nha anh em, hàng xịn luôn á nè. Cái dòng này thì nó giống như là 3G nha anh em ha. Đó là lên Lexus Go nha anh em. Dòng 2 la mã là dòng đời cao nhất của dòng của nó. Nó thường nó trơn mà 2 la mã. Đây là củ từ anh em ha, từ nữa nè, nặng lắm anh em. Sườn gan đúc luôn nha anh em, sườn gan đúc luôn nha. Nặng luôn, nặng lắm anh em, nặng lắm. Này này ha, đó anh em ha, con 75 nha anh em, con nó 75 ha, con là 75 nè, đó anh em thấy chưa, đó. Đẹp anh em, đẹp lắm. Cái cục này thì hỏi chơi anh em ha, đó. Đây là phía bên trong anh em ha, phần tầng đó này ha, nó có một con IC nè. Và một cái tủ nè, điện trở nè ha. Đó, dòng phía bên trong nè, bông tiêu âm anh em ha.
Rồi đây là nói về phần cái đuôi lon này nha. Đuôi lon của thằng Latigo anh em ha, CB10 ha, hay là mã nha anh em. Dòng này anh em chơi thì bao lực không khó cháy lắm, tiếng cái củ chép cái này thì tiếng hỏi nói anh em, nó bay lắm. Dòng này công suất lớn, công suất nhỏ mà nhưng mà công suất lớn. Rồi tới đây là cặp lo EV nha anh em, EV từ này ha, từ này từ 200. Đó ha, từ 20 anh em ha, từ 20. Đó anh em thấy không? Thường cái dòng là EV anh em ha, EV này thì nó có dòng để em nói trước này cái đi anh em ha. Cho anh em coi về cái mặt nó đi cái nghe. Là lưới sắt nha anh em, cái mặt nó lưới sắt nha. Này em làm lại clip lại cho anh em coi ha. Nó là cái mũi nha anh em ha. Rồi vậy nha. Em quay về phía sau cho anh em coi nha. Cái cặp này cũng có anh nào hỏi tính muốn mua nè, mà để tháo sẵn tháo cho anh coi luôn anh em ha. Đây nè, model S300 anh em ha, hàng mét hoa ha. Rồi mấy cái này thì 8 ohm 300W ha. Đó thì anh em lưu ý nha, cái em cặp này thì có cái em một cái này thì khác của tem sao, tem này màu vàng, thằng tem kia nó màu trắng, tôi xin quay cho anh em coi luôn. Nhưng mà nó vẫn một lò thôi nha, S300 thùng nhựa nha anh em. Dòng này là nổi tiếng nha anh em, dòng S300 là nổi tiếng hơn S200 nha, đời nó cao hơn nha, nó hay hơn, tiếng nó dòng nó đời cao hơn. Đó nè anh em coi ha. Còn đây là cụ từ bên trong anh em ha, đây là phía bên trong của lò EV này nha. Đó thì ở đây thì anh em cũng thấy là nó là sườn găng đúc nha anh em, đây đường dây lò nữa ha, để đẩy lên nha, nó nặng lắm nha anh em. Con này cũng cỡ con 75 luôn, con 75 luôn nha anh em. Đó rồi, đó lò xong ha. Dòng EV anh em hỏi chê anh em, đây là cái phần phân tầng đó nha anh em, đây là cái ba bông tiêu âm đó ha, đây là phân tầng đó này, anh em ha. Này, đây chữ EV đồng hoàng này nha anh em, chữ EV này ha, phân tầng đó này nha. Đó, nó hay cuộn dây cái tụ ha anh em thấy chưa. Còn cái lô chép nó nằm đây nè ha, đó lô chép này anh em ha. Đó chép đặc trưng EV là gì anh em, đó đây là cái họng cái lô chép ha. Dòng này tiếng cao kê thì tuyệt vời, không có chê được nha. Dòng S300 này họ cao kê miễn bàn nha anh em, miễn bàn luôn á, miễn bàn luôn nha anh em. Rồi xong ha anh em, đó là phần nói về phần S300 nha anh em lưu ý nha. Đó còn cái dòng này là thằng cái mặt đó đây anh em xem lại ha. Thì nội thất này kia em đều nói anh em ha. Thì em có em đăng cái nào ba hơ em chào mối mà không bán xong thì em là em quay được bên trong cho anh em xem ha. Sẵn đây để sau này em muốn gặp mà cái những cái phần bên trong nó biết là mình lo nó mình có bán qua rồi đó, nhìn có nó gấu không gấu anh em, chất lượng đó, để sau mình gặp mình nhập lại. Còn nào mình không mình chưa đã biết rồi thì mình không có nhập anh em. Rồi thì anh em xem và coi lại nha, thì em báo giá cho anh em ha. Cái cặp này thì giá 12 triệu nha anh em, S300 12 triệu em bán lẻ nha, 12 triệu lo bán anh em tình trạng bao zin. Rồi ở đây thằng này thì Latigo bát 25 nha anh em, bát 25 nha, bát 25. Cặp này bán 6 triệu anh em, cặp này anh em chơi cao kê vô tư nha, không sợ trái nha, nó thật sự luôn. Cái sinh gồ này là bạo lực nha, vỏ cây nha anh em, nó thùng gỗ nha anh em, lưu ý nó thùng gỗ nha anh em. 6 triệu cặp này, 6 triệu nha anh em ha, đẹp đó. Rồi còn cái súp này em bán 7 triệu anh em, súp này bát 40 nha, sườn găng đúc nha anh em. Ở đây dòng này lo thương hiệu của lo anh nha, anh em lưu ý nha, bỏ này lên đi để nó lỡ nó rớt nó hư cái lò đó, nó là thương hiệu của lo anh nha anh em. Thì còn cái dòng mấy cái này thì hàng Latigo dòng lo chuyên cao kê nha anh em, này bắt 25, nói lại anh em để những anh em biết ha. Thì 6 triệu anh em ha, còn cặp EV này bán 12 triệu đó anh em lưu ý nha. Rồi thì hôm nay em cũng có mấy cái đôi lo này anh em ha. Thì nếu mà nói về EV thì dòng này anh em cứ cứ thoải mái tìm hiểu nó đi. Dòng EV thì nó là bán chạy nhất. Dòng này bên em có S200, S300 anh em, nhưng mà S200 bán rồi, còn lại S300. Còn dòng này thì chỉ còn cặp duy nhất bát 25 ha. Dòng để cao kê nha anh em, bạo lực. Rồi xong thì em có hôm nay em có nhiều mặt hàng anh em ha. Thì anh em nào có nhu cầu cần liên hệ ha. Giá em đều báo trên đây nha.
anh em, những anh em nào có thấy hay đăng ký một like nha. Và em cũng kết thúc video, hẹn anh em những video kế tiếp nha anh em. Và xin chào anh em.